trong đời tôi có ba vị thầy mà tôi không được học giờ nào, ở bất cứ giảng đường nào hay lớp học nào, mà tôi coi như là bậc thầy vô cùng khả kính. Đó là các giáo sư Nguyễn Văn Bông, giáo sư Nguyễn Ngọc Quy và cố tổng thống Trần Văn Hương. Riêng về giáo sư Nguyễn Văn Bông, tôi coi như bậc thầy, đã dạy tôi rất nhiều bài học hữu ích. Mà tới nay tôi xin được nhắc lại ba bài học tôi coi như để đời. Đó là bài học công dân giáo dục về chính trị, bài học về sự nguy hại của cái nạn phi chính trị, và cả bài học về đối lập mà với giáo sư Bông nó nằm trong cái triết lý chính trị và cả cái kỹ thuật chính trị. Nói về cái bài học công dân giáo dục thì thật sự Bộ Quốc gia Giáo dục đã có chương trình giáo dục công dân ở trường học. Nhưng mà cái việc giáo dục công dân trong cái chương trình học đó nó nặng về phần nói về trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân, mà không đề cập tới yếu tố vô cùng quan trọng là giáo dục về chính trị. Vì chính trị nếu không được giáo dục rất dễ bị hiểu cái nghĩa sai là cái xấu trong chính trị, cái xấu của những người bon chen làm chính trị để cho những bộ đồ riêng của mình. Thành ra rất nhiều người lúc đó nói tới chính trị đâm ra sợ chính trị, và có những người khi có những hành động gì thì thường thường phủ nhận rằng họ không có liên quan tới chính trị, để chính trị bỏ ngỏ cho những kẻ xấu khuynh lót và làm cho cái chữ chính trị càng lúc càng xấu hơn. Trong khi chính trị đóng vai trò vô cùng quan trọng trong những sinh hoạt cộng đồng, và chính trị cũng đóng cái vai trò để hướng dẫn quần chúng xây dựng đất nước. Và chính cái bài học công dân giáo dục thiếu sót về chính trị đó đã đưa giáo sư tới một cái khẩn quyết, mà đồng thời cũng là bài học cho tôi phải học thuộc, đó là nạn phi chính trị ở trong quần chúng. Bởi vì ai cũng thấy cái nghĩa xấu của chính trị, cho nên tìm cách xa lánh chính trị, trong khi chính trị đóng cái vai trò vô cùng quan trọng trong cái sinh hoạt của quốc gia. Chính vì cái nạn phi chính trị đó mà những kẻ lợi dụng làm chính trị với cái nghĩa xấu, làm chính trị cho những cái mưu đồ riêng tư mà họ khuynh lót được chính trường và tạo nên những chuyện vô cùng nguy hại. Vậy giáo sư Bông cũng đã viết thành một cái bài về phi chính trị đăng trên cái nhật báo Cấp Tiến. Lúc đó giáo sư là giám đốc chính trị của nhật báo Cấp Tiến, và cái bài học phi chính trị đó cũng đã đạo thành được những cái tiếng vang rất lớn thời bấy giờ. Riêng tôi thì tôi thấy cái bài học phi chính trị được giáo sư đặt ra đó không phải chỉ có giá trị ở cái thời đó, mà ngay cả tới thời bây giờ. Và Cộng sản Việt Nam cũng lấy cái phi chính trị đó để khiến người công dân được có tham gia chính trị, để chúng nó khuynh lót chính trị và cai trị đất nước bằng độc đảng độc tài. Và cái nguy hại đó cũng đã được chính Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã cảnh giác dư luận trong mấy ngày gần đây. Hòa Thượng đã nói: chúng tôi Phật giáo không làm chính trị, nhưng chúng tôi phải có thái độ chính trị. Đến cái bài học thứ ba mà tôi cũng coi như để đợi là bài học về đối lập, mà với giáo sư Bông thì đó là bài học nằm trong cái triết lý chính trị,
Và cái triết lý chính trị đó phải được thể hiện bằng cả cái nghệ thuật chính trị, bằng cả cái sự quyến chuyến đa dạng của nó. Cái triết lý chính trị và cái nghệ thuật chính trị đó phải được đặt nặng trên ba cái căn bản là tập thể, đối lập, là tương kính trong đối lập và tôn trọng luật pháp và hiến pháp trong đối lập. Chứ cái tập thể trong đối lập đó là cái điều cắt dỗ và lôi cuốn tôi vào cái phong trào của trẻ cấp tiến. Lúc đó giáo sư Vân là chủ tịch của chủ tịch đoàn. Vì thật sự trong lúc được cái hân hạnh làm việc với giáo sư Vân trong Nguyệt Sang cấp tiến thì tôi được rất nhiều lần gần gũi giáo sư Vân. Mỗi khi tờ báo ra một cái chủ đề nào thì thường ngồi lại bàn bạc cái chuyện ai viết cái đề tài gì theo cái chủ đề đó. Thì lần lần giáo sư Bông nói với tôi là muốn hoạt động chính trị thì phải hoạt động trong một đoàn thể chính trị, chứ không thể cá nhân lẻ tẻ mà có thể làm được gì. Bởi cá nhân lẻ tẻ dù có anh hùng, dù có cao thượng, dù có tài ba thế mấy cũng chỉ là cá nhân đơn lẻ. Một mình nói, mình nghe, mình làm, mình thấy, chứ không biết gì hết. Mà trái lại phải tham gia trong một đoàn thể chính trị hay một đảng phái chính trị. Nhưng giáo sư Vân lúc đó nói với tôi rõ, anh cứ nhìn thấy những cái đoàn thể chính trị hay đảng phái chính trị cái nào phù hợp với anh, thích thú thì anh tham gia, không nhất thiết phải cái này hay cái nào khác hết. Chứ giáo sư chưa bao giờ nói với tôi anh nên tham gia vào phong trào giai cấp tiến. Đến lúc thấy tôi gần gũi giáo sư Bảo Chiều, giáo sư Bảo có lẽ thấy cũng tôi thích thú về cái đường lối của phong trào giai cấp tiến, cho nên giáo sư Bảo có mỏ ý là anh thấy phong trào của giai cấp tiến như thế nào. Thì tôi cũng bày tỏ cái sự mến mộ của tôi đối với phong trào. Thì chắc chừng khoảng vài tuần sau thì tôi nhận được cái thơ gửi đến nhà, trong đó là cái thơ giáo sư Bông mời tôi tham gia vào phong trào quốc gia cấp tiến với tư cách là một thành viên của chủ tịch đoàn. Thì chủ tịch đoàn của phong trào cấp tiến lúc đó là gồm 60 người, thì nó có 40 người được là thành viên chủ tịch đoàn thông qua một cuộc bầu cử ở một cái đại hội, và 20 người thì theo đủ quy điều lệ để dành cho chủ tịch đoàn, chủ tịch đoàn mời tham gia. Và tôi rất may mắn, rất hân hạnh được là một thành viên của chủ tịch đoàn do giáo sư lúc đó là chủ tịch đoàn mời. Và kể từ đó thì tôi gần gũi với phong trào và làm việc phong trào thường xuyên. Những lần họp với giáo sư Vân thì tôi lại một lần học thêm được những bài học. Mà bài học như tôi thưa lúc nãy, sau cái bài học về giáo dục công dân, cả bài học về phi chính trị là bài học về đối lập. Thì lúc đó phong trào quốc gia cấp tiến coi như là một đoàn thể, một đảng phái đối lập với chính quyền một cách hợp pháp, công khai và theo luật định, chứ không phải là một đoàn thể, một đảng phái hoạt động bí mật lén lút. Cho nên tất cả mọi việc làm, tất cả mọi gì cũng đều phải công khai. Và khi công khai đối lập như thế đó thì như tôi nói lúc nãy là giáo sư đặt nặng trên ba cái căn bản là tập thể, là tương kính và tôn trọng hiến pháp và luật pháp. Cái tập thể như tôi đã thưa là cái chuyện phải đương nhiên có trong khi đối lập. Vậy không thể đối lập với một cái người nào khác mà mình chỉ nói mình thôi. Và cái đối lập đó có thể cùng trong một cái hàng ngũ như là trong một chính phủ liên hiệp, chứ không phải dứt khoát là hai bên đối đầu với nhau. Mà đối lập không có nghĩa là quy diệt lẫn nhau, mà phải xây dựng lẫn nhau. Mà chính vì cái xây dựng lẫn nhau đó mà cái đối lập cần phải được thực hiện trong sự tương kính. Cái người không thuận với mình cũng phải kính trọng họ, cũng như họ
đức trọng mình. Tức là giữa chính quyền và độc lập bao giờ cũng phải có sự tương kính để còn có thể hợp tác với nhau để mà xây dựng. Chứ còn không ưa nhau, ghét nhau, rồi mạt sát nhau, đôi khi những lời thậm tệ để mà chửi bới nhau, thì lúc cần hợp tác với nhau để xây dựng cái dân chúng thì ai chịu ngồi chung nhau để mà hợp tác? Để chừng đó thì làm sao có thể xây dựng được? Và cái xây dựng đó, cái đối lập đó cũng phải đặt trên căn bản hiến pháp và luật pháp. Chứ không thể nào mà bước lên trên luật pháp, bước qua hiến pháp để mà làm cái chuyện đối lập, để mà hủy diệt. Lúc đó không phải đối lập mà là đối đầu, để hủy diệt, để lật đổ, để phá bỏ, chứ không phải để xây dựng. Do đó mà chính giáo sư Bông và giáo sư Quy lúc đó đã gần như ngậm ngùi, cay đắng đón nhận cái sự chỉ trích của những thành phần đã phá, những thành phần nhân danh đối lập muốn lật đổ chính quyền để làm lợi cho cộng sản, nói rằng các ông giáo sư đó là đối lập lục hương. Thì giáo sư Bông không có nói với tôi, mà cả giáo sư Quy lúc đó họ nói sao họ nói. Mình có lơm khơm hay không thì chính mình biết. Và mình phải giữ cái hiến pháp và cái luật pháp này. Vì khi mất cái luật pháp, hiến pháp này, căn bản trị nước không có nữa. Mà không có nữa làm sao trị nước? Mà không có nữa làm sao vận dụng được cả thế giới để ủng hộ mình trong cuộc chiến đấu chống cộng sản đang từng bước xâm lăng miền Nam Việt Nam một cách vô cùng ác liệt. Cho đến nay, giáo sư Bông qua đời đã hơn nửa thế kỷ. Vì ông mất vào ngày 10 tháng 11 năm 1971, đến nay là năm 2008, đã hơn nửa thế kỷ trôi qua. Anh Phạm Trần đã nêu cái câu hỏi là nếu cái vụ ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông không xảy ra thì cá nhân giáo sư Nguyễn Văn Bông nói riêng và phong trào của Gia Cập Tiến có được những cái đề nghị nào, có những cái sách lược nào để mà trị nước có lợi hơn trong cuộc chiến đấu chống cộng sản xâm lăng Việt Nam hay không? Thì tôi có thưa, cái câu hỏi đặt ra dành cho người đã quốc, cho nên không có câu trả lời. Những việc làm của giáo sư Bông thật sự chỉ kéo dài có 9 năm. Cái thời gian quá ngắn ngủi trên một cái chiến trường quá sôi động thì thật sự rất khó đánh giá. Nhưng nếu không đánh giá được trên những đóng góp mà đối với tôi vô cùng quý giá cho quốc gia lúc đó, thì cái còn lại ở giáo sư Bông trong lòng tôi và trong lòng những môn sinh của giáo sư Bông ở Học viện Quốc gia Hành Chánh, ở Trường Đại học Luật khoa Sài Gòn và ở những người rất gần của giáo sư Bông, là sự mến mộ giáo sư Bông vì cái đức độ của giáo sư Bông và cái tình thương dành cho giáo sư Bông đối với cái tình thương của giáo sư Bông dành cho các môn sinh của giáo sư Bông, dành cho những người nuôi giáo sư Bông, là giáo sư Bông lúc nào cũng nâng đỡ, cũng giúp đỡ và cũng tạo những điều kiện cho các môn sinh của giáo sư thăng tiến, mà không phải tăng tiến cho bản thân họ mà thăng tiến cho việc phục vụ quốc gia một cách hữu hiệu. Giờ đây giáo sư Bông đã ra người thiên cổ, hơn nửa thế kỷ trôi qua, tôi xin được đọc lại hai câu thơ mà tôi đã đọc trong dịp dỗ giáo sư Quy và trong lần dỗ giáo sư Bông hôm ngày 10 tháng 11 năm 2007 vừa qua. Là ngoài kia trong gọi vô cùng, tiếng Anh vọng ống cả lập nhẹm đây.